Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì nông nghiệp xanh Tây Nguyên. Thưa quý vị và bà con, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thương mại điện tử đã trở thành một trong những yếu tố cốt lõi thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Thống kê năm 2023, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ nước ta đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022. Việt Nam cũng được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để tăng kết nối tiêu thụ nông sản của vùng với thị trường trong nước và quốc tế được xem là giải pháp hữu hiệu đối với địa bàn Tây Nguyên, vùng trồng nông sản lớn của cả nước. Nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Mặc dù là nông dân rất giỏi trong sản xuất, và thậm chí ông Hải cũng đã từng dành hàng giờ để tư vấn trực tiếp cho khách hàng về nông sản do mình làm ra. Thế nhưng, ông lại gặp nhiều khó khăn lúng túng khi xúc tiến bán hàng qua thương mại điện tử. Nếu mà trường hợp mà tiếp cận được với cái thị trường mà thương mại điện tử, thì đây là một cái điều kiện mà rất hữu ích. Mà tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại cái hiệu quả cho nông dân hơn. Nhưng mà nó khó khăn ở đây là các hợp tác xã là vùng sâu, vùng xa, vùng nông nghiệp vùng sâu ấy, họ chỉ biết kinh doanh thôi. Cái thứ hai là những cái hợp tác xã mà là những cái lãnh đạo hợp tác xã là cũng đứng tuổi rồi. Quá trình mà làm cái công tác thương mại điện tử thì về máy móc đồ các thứ là nó hơi khó. Tây Nguyên nổi tiếng với các nông sản đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, trái cây đặc sản. Thế nhưng qua khảo sát của ngành chức năng, lượng tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử lại rất hạn chế. Vì vậy, Bộ Công Thương và các tỉnh Tây Nguyên đã phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã, vừa kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp trên cả nước, vừa tham gia tiếp cận đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử. Công ty em đã xây dựng được là yến hủ tiệt trùng và yến tinh chế là đạt OCOP 4 sao. Hiện tại thị trường là tiêu thụ chủ yếu là trên kênh Facebook và trưng bày công ty, nhưng mà cái lượng khách tới cửa hàng công ty mua thì nó rất là ít. Cũng mong muốn là nó phát triển thị trường rộng hơn nữa trên các sàn thương mại khác. Sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi là có tiêu lệ trí và cà phê Đắc Giang. Thì lâu nay kênh truyền thống chúng tôi cũng bán tạm ổn. Nhưng mà thời buổi này là thời buổi kỹ thuật số. Mọi người mua hàng trên các sàn thương mại điện tử rất nhiều. Thì hợp tác xã cũng tham gia những cái khóa đào tạo trên các sàn thương mại điện tử, nhất là TikTok, nhưng mà vẫn chưa triển khai mạnh được vì nhân lực của hợp tác xã về cái mảng này còn yếu. Mỗi khi mà livestream trước ống kính người ta còn rụt rè, chưa nói chuyện tiếp cận được. Nhưng mà cái sàn thương mại điện tử đây là một cái sàn tiếp cận đến khách hàng nhanh nhất và rất là hiệu quả trong thời buổi hiện nay. Thời trang này, đồ uống này, rồi các cái hàng là coi như là công nghệ thực phẩm. Còn cái nó chiếm tỷ trọng là coi như là cao. Còn trong khi đó là cái lượng mà nông sản hàng hóa của tỉnh Gia Lai như cà phê, cao su, tiêu, điều, chanh dây, tất cả các loại nông sản thì chiếm một tỷ lệ rất là thấp trên cái sàn thương mại điện tử. Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh là tổ chức thực hiện cái chương trình phát triển thương mại điện tử, trong đó là đặc biệt quan tâm đến cái phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thanh toán và các cái giao dịch và các cái sàn thương mại điện tử. Sau khi được Sở Công Thương tỉnh Gia Lai hỗ trợ tập huấn liên quan đến việc mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, đã có 115 đơn vị hợp tác xã với gần 230 sản phẩm OCOP tham gia. Qua thực tế, các hợp tác xã nhận thấy hiệu quả thiết thực khi sản phẩm tiêu thụ tăng, giảm được chi phí cho khâu trung gian, lại có sức lan tỏa đến nhiều đối tượng khách hàng trên khắp cả nước. Như tại hợp tác xã này, trước đây chỉ xuất bán ra thị trường phần lớn là trái chanh dây tươi, thì nay đã đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm qua chế biến, gia tăng được lợi nhuận nhờ ứng dụng thương mại điện tử. Hợp tác xã cũng đã có những cái bước ngoặt rất là lớn về vấn đề mà tiêu thụ sản phẩm ra các chương trình ngoài nước và những cái chương trình tiếp cận khách hàng cùng với liên kết các cái doanh nghiệp với nhau để mà tiêu thụ sản phẩm chéo cho nhau.
thương mại điện tử ra đời thì chúng tôi cũng đã được hỗ trợ tiếp cận kiến thức chuyên môn để mà tạo ra được một nền tảng dành riêng cho những cái nhà sản xuất. Ngày xưa thì chúng tôi chỉ có buôn và bán qua các cái mặt hàng cơ bản, nhưng mà thông qua các sàn giao dịch điện tử của ví dụ như là Shopee và TikTok thì nó tăng vượt bậc theo từng ngày. Và cái số lượng của nó trong một tháng có thể là nó tăng hơn gấp đôi, gấp ba lần. Cũng như nhiều nông sản khác tại Tây Nguyên, trước đây mật ong của hợp tác xã này cũng chủ yếu bán qua kênh truyền thống tại các cửa hàng đại lý và các hội chợ. Song gần đây, khi xu hướng người tiêu dùng thay đổi thói quen, chuyển qua mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử cùng các nền tảng mạng xã hội, thì hợp tác xã đã nhanh chóng cập nhật xu thế. Bên cạnh tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm có chứng nhận OCOP, thì việc kết hợp thương mại điện tử, ứng dụng phương thức bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hợp tác xã đã thu hút trên 33.000 lượt người mua năm 2023, giúp tăng trưởng doanh thu hơn 60% so với phương thức bán truyền thống. Hợp tác xã thì cũng bắt đầu tìm tòi tiếp cận, cũng may mắn là tiếp cận với cái sàn thương mại điện tử đúng thời điểm. Và đến hiện tại thì cũng đã bán được 33.700 lượt bán, là một cái con số không phải là lớn. Tuy nhiên nó là một trong một cái thành công nhất định nào đó của hợp tác xã trong một năm qua, khởi điểm để mà trong thời gian tới hợp tác xã sẽ cố gắng hơn, đẩy mạnh doanh số và trong một ngày nào đó cũng có thể là bùng nổ doanh số. Tới thời điểm này thì cái sản phẩm mật ong bánh tổ của Phương Di là một cái sản phẩm đạt OCOP 4 sao của tỉnh Gia Lai. Thì trong tháng vừa rồi thì doanh số gần 1 tỷ đối với riêng cái sản phẩm này không. Thì mình cảm thấy đây là một cái sự thành công nhất định của hợp tác xã trong cái quá trình mà bước đầu tiếp cận đến nền tảng số. Dù đã có những hợp tác xã doanh nghiệp vùng Tây Nguyên đạt được thành công bước đầu trong ứng dụng tiêu thụ nông sản trên thương mại điện tử, tuy nhiên, thực tế vẫn còn khá khiêm tốn. Vì thế, theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, quan tâm đầu tư hạ tầng dịch vụ sẽ giúp hợp tác xã doanh nghiệp các tỉnh Tây Nguyên có cơ hội tham gia vào mạng lưới sản xuất và tiêu thụ rộng lớn. Do đó, ngành chức năng sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động thúc đẩy liên kết, phát triển thương mại điện tử giữa Tây Nguyên và các vùng khác trong cả nước. Hoạt động chuyển đổi số của Tây Nguyên thì còn manh nha, tuy nhiên thì tôi lại cho rằng đấy là cơ hội nhiều hơn thách thức. Bởi vì là khi mà sự bắt đầu thì là có thể doanh nghiệp sẽ có được một cái kế hoạch tổng thể để có thể đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như là phát triển thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp cũng cần phải có sự chuẩn bị về nhân lực để có thể vận hành. Sau khi những cái sự kiện hoạt động hỗ trợ của Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương thì tiếp tục phải vận hành những cái chuỗi để có thể tiêu thụ để cái quy trình kinh doanh. Đây là những hình ảnh sống động ghi lại quá trình sản xuất của bà con nông dân cũng như quy trình sơ chế chế biến tạo ra sản phẩm của các hợp tác xã tại vùng Tây Nguyên. Qua các video và hoạt động livestream trên nền tảng số, câu chuyện nông sản của nông dân được truyền tải một cách chân thực và gần gũi qua hình ảnh thông tin về sản phẩm. Nhờ đó, khách hàng trên cả nước dễ dàng tìm kiếm, kết nối lựa chọn nông sản với đầy đủ thông tin về chất lượng, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc cũng như giá bán. Cùng với sự đồng hành và cuộc tích cực hỗ trợ của các bộ ngành trung ương trong việc thúc đẩy liên kết vùng để phát triển thương mại điện tử, những nông sản đặc thù vùng Tây Nguyên sẽ ngày càng có cơ hội phát triển thị trường, gia tăng giá trị và vươn tầm ra thế giới. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì nông nghiệp xanh Tây Nguyên kỳ này. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.